tin buồn dành cho những anh em đam mê dòng xe bán tải Ford Ranger Raptor. Cụ thể, những chiếc xe sản xuất từ tháng 2 năm 2022, Raptor sẽ mang biển xe tải, biển xe giống với dòng Ranger. Tuy được chuyển sang biển xe tải, sẽ được giảm lệ phí trước bạ từ 10 đến 12% xuống còn 6 đến 7,2% tùy địa phương. Nhưng nhiều khách hàng không mặn mà bởi thích biển xe con hơn vì nó không giới hạn niên hạn sử dụng 25 năm, thậm chí bán lại giá lại còn cao hơn. Đại diện hãng xe cho biết, sở dĩ có sự thay đổi này vì chiếc xe được thay đổi khả năng chuyên chở, thay đổi tỷ lệ, trọng lượng chở người và chở hàng. Raptor là mẫu xe bán tải cao cấp nhất của Ford tại Việt Nam, được phát triển cùng Ranger. Tuy nhiên, hệ thống khung gầm và hệ thống treo lại được thiết kế khác biệt. Ở Việt Nam, tất cả các dòng xe bán tải nhập khẩu chính hãng trừ Raptor đều được đăng ký dưới dạng xe tải. Ở Việt Nam, một số dòng xe siêu bán tải nhập khẩu tư nhân được đăng ký dưới dạng xe con như F-150 hay Chevrolet Silverado.